Dạ vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em. Và em xin chào anh khách ở Thuận Thành Bắc Linh. Đấy, đã đặt cái cặp đời đông. Ở đây là có mã là ME33 bên em nhá. Đấy, đây. Hàng của anh đây nhá. Đấy. Đây, thì cặp này hôm qua nhà em quay cho lên video. Đấy. Thì anh có xem được không ạ? Đây, số series nhá. Đấy, 4 số cuối là 7659 này. Đấy. 7659 này. Đấy. Thì em đã ghép sẵn dây loa này. Đây, dây loa rồi em đi thứ đấu sẵn rồi. Thì bây giờ em sẽ test nhạc để anh thấy rằng là ba tép hoạt động ok nhá. Đấy, thì bác nào cũng đang cần những cặp loa này thì alo ngay cho bên Good Audio nhá. Qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy. Đây anh nhá. Đây là ba lăng này. Cho về cân bằng này. Đây là chép này. Cân bằng này, đây là bát. Cân bằng này, em xin lỗi, bát ba lăng này, cân bằng này, chép cân bằng này, bát cân bằng này, volume lên này. Đấy. Đây là cả hai loa đang lên đây nhá, và tất cả đang ở chế độ cân bằng. Bây giờ em test từ trước một này, đỏ ba lăng này. Đấy, bên này trước này. Em đưa tiếng bát vào trước, tép vào sau nhá. Bát vào này, tép về không này. Đấy, đây là tiếng bát anh nhá. Tiếp tục đưa tiếng tép vào này. Tép vào này. Bát về không này. Dạ vâng nhá, đây là tiếng tép này. Và trước đầu tiên xong này. Sang trước còn anh nhá. Đấy, cân bằng này. Đảo ba lăng này. Vâng, trước còn lại đây anh nhá. Em đưa tiếng bát vào trước này. Tép về không này. Thank you.
Đấy, đây từng bát anh nhá, tiếp tục đưa tép vào này. Bát về không này. Mong đợi từ bao lâu giờ em chết nơi đây, chưa chọn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhau. Đang tiến chân cầu xin làm sao không vỡ sầu, dẫn nén hương yêu cầu thề vì mỗi duyên đây. Vâng nhá, vừa rồi thì em đã test xong cho anh là hai chiếc này, bát tép từng chiếc một rồi nhá. Đấy. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thư giãn bên cái sản phẩm bên em nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác và anh tại video tiếp theo bên em nhá.